Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải ơi. Và video này Khải sẽ tổng hợp set đồ vừa rồi đánh bắt 90 anh em xem sơ qua nha em ơi. Đầu tiên thì có rất là nhiều đáng tiếc ở lần này nè mà. Đầu tiên đó là một cây top 30 số thứ 15 sinh lực động lực. Em cái này thực sự nếu mà lên được 35 thì mới có gọi là về bờ nè mà. Cái này 30 15 là Khải nghĩ chắc cao lắm, bán khoảng tầm 2 đến 3 kim gì đó nè mà. Nói chung là 2 đến 3 kim. Rồi một cây kháng lôi 27 dòng 2, cái này chắc khoảng tầm 500 xu. Cây vũ khí kháng lôi 27 này chỉ tầm khoảng kim em ơi. Đó, 3 món này được 4 kim rồi. Nói chung tổng bách vừa rồi cả đánh thì khoảng hơn 10 kim, thì khoảng hơn 700.000. Biết thu lại nổi 10 kim không đây. Đôi giày này 2540 sinh lực ẩn 2, cái này chắc khoảng 500 xu nè mà. Rồi cây ngập bội kháng lôi 25 sinh lực 121, cái này ngập bội này bán chắc cao lắm được 1 kim nè mà, 1 kim đến kim rưỡi. Một nhẫn kháng độc 22 sinh lực nỗ lực, cái này chắc được 500 xu. Một cái vũ khí top 30 độc sát 22, cái này mà đỡ bán chứ cũng tầm kim hơn đây mà, độc sát 22. Còn không thì đỡ Khải đỡ hón binh thành cà đao cho Thúy Yên mang đây mà. Rồi một cái sức mạnh 16 là kích đồ đây. Một cây vũ khí top 20 bằng sát 49 đây mà, thiếu 3 điểm bằng sát là đặt móc bằng sát 52 đây mà, khá đáng tiếc, thiếu 3 điểm mà thôi đặt móc bằng sát 52 rồi, tiếc vài đói luôn. Cái này chắc bán chứ vài kim nè, 1 đến 2 kim gì đó rồi cho anh em hóng binh này. Ngọc bội kháng lôi 25, cái này chắc được 500 xu đến kim nữa nè. Ngọc bội 520 này cho xe. Nón này 25 kháng hỏi cho xe. Nón là tiếc, nón này 2330, cái nón này mà 2340 là về bờ. Món này mà ra 2340 là bán bèo lắm được 10 kim nè. 10 kim là bù lại luôn nè, bù lại cái toolbox này luôn nè. Nhưng mà nó có 30 tiếc vãi. Một đôi giày 3640 này được 500 xu nữa mà. Một đai lưng 20 sinh lực 116, đai lưng này chắc tầm 500 xu nữa. Rồi đai lưng thủ lý 11 chắc 500 xu nữa. Rồi một cái giá truyền sinh lực 152 phục hồi sinh lực 9 điểm, cái này thì Thúy Quỳnh võ đăng nữ đi hướng vũ khí thủy nè. Đi hướng vũ khí thủy thì có thể đi đánh tăng trưởng môn này nọ cho võ đăng thì khá hợp lý rồi. Rồi đó, cái bát này nói chung là thu về cũng được tầm tương đối đâu mà không lộ lắm, nhưng mà có thể là gọi là tương đối này. Rất tiếc là những cây vũ khí có tốc mà không được cao lắm nè mà. Tốc là các kiểu mà không được cao nhiều lắm. Sát thương độc sát có hết luôn mà không được cao nè mà. Đó, sát này, độc sát này, sát thương này. Chung là tương đối tầm trung, không được cao nhiều lắm nên là không về bờ nổi nè mà. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video tổng đồ batch 90 này và hẹn anh em ở những video batch tiếp theo nè mà. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên ủng hộ video Khải hơn 200 like để có động lực ra những video tiếp theo nha mọi người. Ok, bye bye, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo nha anh em ơi. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 19 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh YouTube Duy Khải Gaming nha anh em. Bye bye.